Thưa quý vị, tối qua tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019 chính thức khai mạc. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức tại tỉnh Quảng Nam và giải sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 10 tháng 8 năm 2019. Dự lễ khai mạc về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Nam có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Văn Thu, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Tân. Giải đấu năm nay có sự tham gia của 7 đội bóng, bao gồm đội tuyển Việt Nam, câu lạc bộ Antai Kazakhstan, câu lạc bộ NEC Nhật Bản, câu lạc bộ Phúc Kiến Trung Quốc, đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Đại học Đài Bắc Trung Hoa và đội tuyển Australia. Các đội tham dự giải sẽ được chia thành hai bảng A và B. Tại vòng bảng, các đội sẽ thi đấu vòng tròn để xác định các vị trí trong vòng đấu tiếp theo. Đội xếp thứ nhất ở mỗi bảng sẽ vào thẳng bán kết. Đội nhì bảng A sẽ gặp đội thứ ba của bảng B ở trận tứ kết 1. Trận tứ kết 2 là trận đấu giữa nhì bảng B và thứ ba bảng A. Trải qua 15 năm tổ chức, VTV Cup được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao là sự kiện thể thao lớn của làng bóng chuyền Việt Nam, thuộc hệ thống các giải đấu chính thức của Liên đoàn bóng chuyền châu Á. Giải bóng chuyền nữ VTV Cup 2019 cũng là cơ hội quảng bá những di sản văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng của Quảng Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế. Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu ra quân của đội tuyển Việt Nam gặp Đại học Đài Bắc Trung Hoa. Với sự cổ vũ nhiệt tình của hàng ngàn khán giả tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam, các cô gái Việt Nam đã thi đấu tưng bừng và giành chiến thắng thuyết phục. Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc vô cùng hứng khởi và nhanh chóng khiến đối thủ bị choáng ngợp. Điều này giúp đội chủ nhà có chiến thắng cách biệt với chiến thắng 25-14. Bước vào set đấu thứ hai, Đại học Đài Bắc Trung Hoa tỏ ra đã quen với không khí nóng tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam. Họ thi đấu bình tĩnh hơn và tạo ra nhiều khó khăn cho các cô gái của Việt Nam. Hai đội giành từng điểm hết sức quyết liệt. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn là những người giành chiến thắng với tỷ số 25-17. Những diễn biến căng thẳng nhất diễn ra ở set đấu thứ ba, khi Đại học Đài Bắc Trung Hoa bám đuổi vô cùng lì lợm của đội tuyển Việt Nam. Tỷ số của set đấu diễn ra vô cùng sát sao, thậm chí có lúc Đại học Đài Bắc Trung Hoa đã quân bình tỷ số trong set đấu. Tuy nhiên, với sự tỏa sáng của Thanh Thúy và Kim Thanh, Việt Nam vẫn giành chiến thắng 25-20, qua đó vượt qua đối thủ với tỷ số là 3-0 chung cuộc. Như vậy, các cô gái của chúng ta đã có khởi đầu đầy ấn tượng tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2019. Trong trận đấu diễn ra trước lễ khai mạc, câu lạc bộ NEC đến từ Nhật Bản chứng tỏ sức mạnh vượt trội với chiến thắng dễ dàng trước đội tuyển Úc với tỷ số cách biệt 3-0. Ngay ở set đầu tiên, các cô gái của câu lạc bộ NEC đã cho thấy sự ăn ý trong những pha tổ chức lối chơi. Họ tổ chức chắc bóng và phát động tấn công quá xuất sắc khiến đội tuyển Úc hoàn toàn chịu trận. Set 1 kết thúc với tỷ số 25-13. Set 2 diễn ra với kịch bản tương tự như set 1 khi NEC giành chiến thắng 25-17. Ở set thứ 3, đội tuyển Úc đã lộ rõ sự xuống tinh thần trước đối thủ quá mạnh. Các cô gái của NEC cứ phát bóng là có điểm. Ngay cả khi bắt bước 1 thành công thì đội tuyển Úc cũng tỏ ra tương đối lúng túng trong việc tổ chức lối chơi. Set đấu quyết định nhanh chóng khép lại với tỷ số 25-0. Thắng chóng vánh 3-0, câu lạc bộ NEC cho thấy mình là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch giải năm nay.